Mến chào cả nhà đến kênh Lam Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở ấp Tư, xã An Hải Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo chân anh Sang, anh Kiệt và em Cường đến quay một hàng cóc bên đường. Thì một hàng cóc bên đường này có rất là nhiều dây điện nè. Có những sợi dây điện cắp lửa nữa. Rất là nguy hiểm nha. Một chút các anh sẽ cưa hàng cóc là như thế nào. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình. Thì em Cường sẽ chuẩn bị leo lên cây cóc trước cửa nhà này. Cóc này rất là giòn. Cưa những cây cóc này để chống những cái đạn lằn điện nè. Nhiều khi trời mưa gió nó rất là nguy hiểm. Nè kệ sẽ buộc cái máy lên cho em cưỡng. Cái nhánh này nó về trong cái máy to anh. Yeah.
em nghiễm nên là em cũng cắt nhỏ những cái nhánh cho nó rớt xuống. Thank you.
cái đường này đường xe chạy đó. Bên dưới là cũng đã cưa sát cái phần gốc rồi cả nhà. Có đường xe chạy ngang nên phải dọn dẹp đi cho thật lẹ. Có nhà hiếp bên xa tôi rồi. Nếu người ta quay làm clip gì là làm cái máy bự. Như cái hai cây đồ mót gắn vô cổ chờ cảnh nữa. Cái, chưa có khả năng. Kênh còn nhỏ còn nghèo. Đây là tính nào mà mốt mình tính làm mà kênh bắt cá cả nhà nhớ ủng hộ mình nha. Xíu phì gì nè. Thằng ô. Chết không? Phì ra chào.
Làm sao ra bắt đầu kéo cái máy cưa lên nhỉ? Cây cốc anh Sa cũng khá to, có rất là nhiều đường dây điện ghi vô anh nè, giống hình chữ thập luôn, ở đây xẹt vô nhà, còn đây thì ngang, còn trên đây một cái đường dây điện nữa. Cốc nó rất là giòn. Wow.
vì cái nhánh nó lớn nó vừa gói xuống mà cái đường dây điện cái ống nước bên dưới nên anh chị đưa với em cựu đưa sợi dây lên cho anh xem thấy tới không đây quá ok cả nhà. Sang.
đang dọn dẹp cho nó chống cái gốc để cưa hạ luôn à. Cây cuối cùng em Cường sẽ leo lên và cưa nó. Thế là em Cường sẽ lên một cái phần đó, làm sao mình dưới gịch cho nó rớt xuống ha. Vì thấy em đem cái sợi dây lên trước. Thank you.
giục luôn không? Mai kiển ha, em đang nhắm cái hướng này.
mày kiếm luôn. Canh đó mày kiếm phát. Rồi kiếm chết đập đập nhai được. Ra ngoài cái nhánh nè. Nhánh đó là cốc treo rất là nhiều. Sẽ treo dây cái nhánh đó. Thì bên dưới đó có mai kiển nè. 500 năm. Trả 5 tỷ rồi chủ nhà không bán. Bây giờ thấy không? Thao tác em rất là nhanh lẹ. Chơi căng ha, chơi đòi tính giết đồng đội hả? Vậy cũng may xuôi vậy chứ. Đây. Tôi không chào ăn nữa, tôi ăn liền hả? Chúc nhà chồng cả nhà. Chúc mình sẽ ăn cho cả nhà thấy. Chúc nhà chồng. Chút xíu mà... mình review chứ bắt các bạn thấy. Mà nhà gì, nhà người ta. Nhà người ta chồng. Thôi bên dưới anh chị cũng đang kéo. Không có gì làm khó. Không có gì làm khó được em Cường hết. Thằng khốn này mày không quấn tao nơi nào đồn trên đây mày. Ê, cho cái nhanh kẹ kéo là trả hả? Này là chơi chắc đồng đội nha anh em. Không lát cái gắn bay lớn vậy cả anh kẹt tôi đụng có 70-80 kg mà cả anh kẹt tôi lên sao? À biết hết rồi. À. Thấy vậy chứ nhẹ khí lắm à. Kéo để điện thoại lúc đó xài là mặt thấp. Kéo lên rớt trên cái kéo lúc rảnh ha. Trời dữ vậy. Sao đâu dám buồn. Buồn đi trúng sao? Bữa nay tái diễn cảnh đó lại coi. Phăng từ xuống. Rồi rớt hầm. Bữa nay tái diễn cảnh đó lại coi. Ha ha ha.
Sang anh Kiệt và em Cường cũng đã hoàn thành ba cái cốc ngoài lộ xe chạy nha. Có cái đường dây điện nè. Cưa xong rồi cả nhà thấy những cái đường dây điện rất là chống chảy. Chắc ngành điện lực cảm ơn những cái người thợ cưa này lắm á. Mình cũng xin tạm kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.